chưa đủ rồi, thì gặp lại đi. Đó, trong một ngày tự nhiên. Những món rất là ngon luôn. Thôi,
Không bằng vậy. À, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí Kim Tử Long luôn nè. Của đại nhạc nghệ sĩ Kim Tử Long ha quý vị khán giả.